Rồi các bạn, mình lấy sắp bài tập ra. What happened in the story? Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện vậy? Bây giờ chúng ta đánh dấu nhấn xuống này, ở cuối câu what happened in the story. Các bạn đánh dấu nhấn thôi. Đánh dấu, dấu gì? Dấu xuống giọng thôi. Đầu tiên cô ấy đi tới nhà của bà, xuống rồi nhá. Sau đó con cáo chạy vào trong nhà, con sói chứ. Tiếp theo con sói nhảy ra khỏi giường. Cuối cùng người thợ săn giết chết con sói. Rồi, sang bài số 2, hãy đọc và nối cho cô, sau đó đọc to. First là đầu tiên, then là theo, sau đó, next là tiếp theo, in the end là cuối cùng. Bây giờ các bạn nối cho cô, đầu tiên có chuyện gì xảy ra? Now, what happened first? Trong cái đám bốn cái hình này thì cái gì xảy ra đầu tiên trước? Trong bốn cái hình này thì cái nào xảy ra đầu tiên? Cái đầu tiên hả? Đây là con cáo ăn thịt và chạy mất tiêu. Cái thứ hai. À, con quạ ở trên nóc nhà và nó có một miếng thịt trong cái mỏ của nó. Vậy là 1B. Chốt, con có tập trung không? Lên đây ngồi cho cô. Con ngồi đó không tập trung. Hai đứa ngồi đó không tập trung, cả hai đứa đều lên cho cô đi. Lên. Học kiểu đó rồi sao nhỉ? Sao? Nào, cái số 2 sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra? Con cáo hỏi, bạn có biết hát không? Đấy, the fox asks, can you sing? Và con quạ nghe vậy thì muốn khoe giọng hát đầy nội lực của nó. Nó làm gì? Nó mở mỏ ra, nó há mỏ ra để hát và đánh rơi mất tiêu miếng thịt. Và cuối cùng thì con cáo nhảy lên bồ lấy miếng thịt và chạy đi mất tàng. Con cô, cái câu cu e le. 1B, 2D, 3C và 4A. Qua câu chuyện này mình thấy điều gì? Trong cuộc sống có quá nhiều người lướt lẹo đi, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, đúng không? Ví dụ ở đây, có bạn nào lướt lẹo nhất trong lớp? Của cô, ba mươi ba. Nó lướt lẹo nhất lớp. Làm dòi. Con nghỉ, con kêu gì? Rồi, sang bài 1B nào. Tốt, con làm cho nhé. Ôi cô, cái từ ở trong cái cột màu xanh này gì cô? Rồi, Kuala Lumpur là thủ đô của nước Malaysia. Nào, Snow White là một nhân vật trong chuyện nào? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Aladdin, Mai Ăn Tiên đều là gì? Đều là nhân vật character. Trong khi Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia. Vậy chúng ta khoan nào? Kuala Lumpur. Nào, Crow là con quạ. Forest là khu rừng. Mouse là con chuột. Hare là con thỏ rừng. Vậy con nghĩ là con khoan vào khu rừng. Câu số 3. Wait là chờ đợi. Intelligent tính từ thông minh. Clever thông minh. Khai chờ đợi cô, chờ đợi. À, con thân vào chờ đợi. Wait. Câu số 4. Prince. À, prince. Công chúa. Prince là hoàng tử. Princess mới là công chúa. À, câu 4. À, prince hoàng tử, queen nữ hoàng, castle lâu đài, king ông vua. Ông vua. Sao chạy vua? Ông nào nhất? Sao độc nhất được? Nữ hoàng độc nhất chứ? Không, ông bị khùng mà. Ông vua tại vì cái con là lâu đài. Đấy là con người. Lâu đài từ first. First là đầu tiên. Dan Indian. Dan Dan. Không phải Dan là Dan. Không phải Thang là Minh đâu. Rồi mình qua trang tiếp theo. What do you think of Mai Ăn Tiên? Bạn nghĩ gì về Mai Ăn Tiên? Con chọn con nào? Chọn thinh cho cô. À, chọn thinh luôn. The title, tựa đề của câu chuyện. Con cáo và con... Con cáo và con gì? À, con thỏ hả? Con cáo và con thỏ là câu chuyện. À, là câu chuyện à, bạn gì nhỉ? Bạn Bảo An chạy đua với bạn Bảo Trân. Câu số 3. What do you think of the... trong câu chuyện The Lion and the Mouse. Con mèo. À, con mouse. Con quỷ mouse. Con nào? Ghét chuột không? Mày thấy ghét chuột không? Không.
about Mai Anh Tiêm begin? Câu chuyện về Mai Anh Tiêm bắt đầu khi nào? Bắt đầu khi được không? Bắt đầu khi bằng cái con khoanh câu A, nói câu A B C D. Câu chuyện Mai Anh Tiêm bắt đầu khi nào? When là khi nào? Chúng ta cần một mốc thời gian, một khoảng thời gian đây. Khi Mai Anh Tiêm kéo đời. Câu A, kinh hùng giận dữ với Mai Anh Tiêm. Ông ta đuổi Mai Anh Tiêm và gia đình của ông ấy tới một hòn đảo xa xôi. Câu B, gia đình rất may mắn. Câu C, cách đây một thời gian rất lâu rồi. Câu D, Mai Anh Tiêm và gia đình của ông ấy. Câu E, vua hùng cho phép Anh Tiêm và gia đình của ông ấy quay trở lại quê nhà. Câu C. Rồi, một C cho cô. Câu chuyện Mai Anh Tiêm xảy ra lâu lắm rồi. A long time ago, ngày xưa ấy. Chuyện cổ tích là bắt đầu với cái từ ngày xưa. Câu 2. Who are the character in the story? Character là nhân vật. Nhân vật trong câu chuyện là ai? My team and his family. Câu nào? Câu D. Rồi. Câu số 3. What happened first, Sue? What happened first? Biết làm không trước. What happened first? Chuyện gì xảy ra đầu tiên? Tại sao vua hùng giận dữ với Mai Anh Tiêm vậy? Mình đã đọc chuyện biết không nhân nhân không? Bởi vì Mai Anh Tiêm quá đẹp trai. Tại sao vua hùng giận dữ với Mai Anh Tiêm? Em biết cô ấy đọc được. Em biết. Sao? Tại vì nó chửi. Ai gì? Biết rồi hả? Ai Mai Anh Tiêm đẹp trai hơn vua hùng? Rồi, ông vua hùng đuổi chắc là làm cho vua cha giận dữ thì ông đuổi tổ đi. Rồi. How did the story end? End là kết thúc, how là như thế nào? Sao câu E được con? Câu B. Sao câu B được con? Ủa? Câu nào? Rồi câu E. Đấy. Không có kiên định. Con nhỏ này có học bài không? Chuẩn con. Rồi, bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Gia đình của Mai Anh Tiêm rất là may mắn. Yeah. Rồi các bạn, chép xong chưa? Nhanh lên. Con nhỏ mập này nó chịu làm bài luôn. Đâu? Thế này là sao mà tiến bộ được hả? Con này thụt lùi thôi chứ tiến bộ gì nổi. Trên đường ngủ quên trên đường. Câu B, con rùa. Câu C, tôi đang đọc truyện cổ tích. Câu C, câu D, con thỏ và con rùa có một cuộc đua. Câu E, con thỏ và một con rùa. Rồi bây giờ này. Câu 1 muốn hỏi gì? Câu 1 con điền cái gì vô? Vậy con điền cái có một chưa? Không, câu 1 con chọn cái nào trong A B C D E này? Con chọn câu D. Câu D, đâu có câu D. Ủa đâu được. Tôi đang đọc truyện cổ tích chứ. Nó phải Linh Đan nó đang khoe khoang. Nó đang đọc truyện cổ tích chứ. I'm reading gì? A folk tale, đúng không bạn? A folk tale, really? What is about? Chuyện cổ tích hả? Hay thế. Nó nói về cái gì vậy? Rồi câu 2 điểm gì cho tôi coi. Suy nghĩ là điểm của hai tôi coi. Thôi. Dạ. Khi mà con Mai nó bảo, nó ngạc nhiên và nó hỏi câu chuyện nói về cái gì, thì con Linda nó nói sao? Câu nói đẹp gái. À, nó nói về cái gì? Nó nói về cái gì? Nó nói về cuộc đua của con cáo và con quạ. Rồi. Rồi. Con thỏ và con rùa có một cuộc đua nào? The hare and the tortoise has the a race. Hai con này lên cơn đòi đi đua xe. Rồi, bây giờ chuyện gì xảy ra? Từ từ cô ông người chứ bà. Nghe đây. Xe đâu đúng không? Nói vậy cho tỉnh táo chứ cái mặt con buồn ngủ gần chết rồi, con mắt rớt rồi mà. Cô mà
đùa sao? Chú có em đùa xong mẹ. Học không là học cái này sao mà đỉnh cao được, trời ơi. Đỉnh cao của sự sâu xa đấy. Đấy thì mẹ nó đang bắt giống như con. Mẹ nó đang bắt giống con. Mấy đứa kia điểm đều ok hết. Các cổ con nghe thầy thế rồi. Rồi. Để nó không học hành gì đâu hết. Ngày nào nói chuyện mà cười hô 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 hô. Đi học thì rủ nhau đi sớm để đi mua đồ ăn. Xong rồi đồ ăn nó lấp hết đầu rồi, đâu có học được cái gì nữa. Đúng mấy đứa? Đúng. Âm mưu hả? Yeah. Con nhỏ này là một con nai vàng ngơ ngác, rất là chậm của nhỏ kia. Bị nhỏ kia lừa đảo. Con nó ăn trâu là con nai vàng nó mặc đồ vàng. Con nhỏ này nó mặc đồ vàng đi cô. Cái này là gì? Thằng đó là gọi là gì? Đổ thêm dầu vào lửa. Được chưa? What happened in the story? Lúc đấy chỉ biết im ăn vốn thôi, chỉ biết làm gì, điểm là của mình rồi. Và mình có được học cái sinh nhỏ hay đấy khen thì không là việc của mình rồi. Nó đâu có thương cảm cho con nữa. Mang vốn mẹ nó chứ cô. Mang vốn được cái gì đâu, nó có nền tiền con không? Rồi, câu số 3. Châu. Tuần sau in cho mỗi đứa một kiểu kia nha. Không, 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 không.
để mình củng cố kiến thức chứ. Lớp 6 anh đi em chỉ chỗ. Cô biết rồi. Rồi được chưa? Chưa. Lớp 6 dạy thì vẫn dạy nhưng mà không xếp được lịch đâu, bởi vì mấy đứa lớp 6 học tùm lum tùm la, lịch full lịch luôn á, dày đặc luôn á, không mở mắt ra được luôn á, đâu có xếp được lịch đâu. Cô đứa học lịch mới ghê. Cô cái này đúng không cô? Cô coi cô soi được em. Rồi, cô tự soi đi. Em không lừa soi. Cô cũng lười, tự làm đi. Tối cũng ngủ. Xong chưa? Rồi, có bài này. Nào. Ngại ngủ nói chuyện. Con thỏ rừng bắt đầu chạy.
ơi, bài học là gì viết ở đây? Bài học là gì? Lesson. Đứa nào mà chưa làm xong vậy? Chính trong câu chuyện là ai? The gì? The hare and the tortoise. Slowly, dance, quickly.
chuyển sang cái bài The Golden. The Golden Star Fruity. Các bạn đọc tiếng Anh thế chưa? Chưa. À, mình nói tiếng Việt đây. Không phải hết. À, hai cái nhà nó. Được chưa? Hai cái nhà nó. Được rồi, khi mà xảy ra người anh là ôm hết đất đai, nhà cửa và mặt châu báu. Cô, cô. Em chỉ có một mảnh đất nhỏ với người thế thôi. Người em nó ngu nên không có đòi lại người anh được. Em. Bạn này là học không tiến bộ được đâu. Cứ ngồi ồn ào. Ăn uống là ồn ào nhá. Câu số 1 các bạn nói hình nào? Có cả nghe nè. Nhìn ra đây. Chứ phải ngồi vô lúc kiểu đâu. The elder brother got most of the land and all the money left by his parents. Người anh trai lấy hết cả đất và tiền mà ông bố để lại. Đâu? Ông anh áp ôn đây. Rồi D, nó xuống đây đi. Còn người em là cái C. 1 D. 2 C. Rồi người em trai chỉ có một mảnh đất nhỏ và có cây khế thôi. Đây người em trai là câu C. Con nó ủa người anh trai. Nha, người em trai. Tiếp theo, a very big bird, một con chim rất to, stopped on the tree and ate the fruit. Then he said to the younger brother, I will pay gold for the fruit, bring a big bag for the gold. Một con chim rất to đậu trên cây và ăn khế. Sau đó thì nó nói với người em trai là tôi ăn một quả, trả cục vàng, mang túi ba gang. À, mang đi mà được. Rồi cái nào? Con chim đâu? Ăn khế đâu? Con chim ăn khế đâu? Là cô E. Ở trong lớp mình có thằng chống chạy luôn. The younger brother puts gold in the bag and climbs on the back of the bird to fly home. Người em trai bỏ vàng vào túi và trèo lên lưng con chim quay về quê nhà. Trẻ phải xuống. Ở dưới là có người ăn. Người anh tham lam, the greedy elder brother know about the stuff. Con lịch sử một xíu đi, khi con đang giảng bài mà con cứ co cái gì? Các bạn phải chú ý vào. Bực mình. The greedy elder brother know about the stuff routine. He waved it for the bird and put gold into a very big bag. He got on the bird back. But the bag was too heavy. In the end, the elder brother fell into the sea. Nghĩa là gì? Người anh tham lam biết câu chuyện này về cái thế này và anh ta đợi con chim đến và bỏ vàng vào trong cái giỏ của anh ta, một cái giỏ rất là to, cái túi rất là to. Anh ta trèo lên lưng con chim nhưng mà cái túi nặng quá và cuối cùng thì người anh trai bị té rớt xuống biển. Đó là câu B. Rồi, im một. A long time ago, bây giờ mình hoàn thành câu chuyện viết từ trên xuống dưới. A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind. Các bạn hãy hoàn thành câu chuyện cái thế. Hoàn thành câu chuyện cái thế vàng đi. Viết ra đây rồi viết xong nữa. Người anh trai thì tham lam, người em thì tốt bụng. Rồi viết xong. Người anh trai thì lấy hết gì? Rồi bây giờ viết. Viết nè. Người anh trai sao? Rồi vì đúng rồi, The elder brother đây nè. God's most of the land. God's most of the land and all the money. The younger brother only had a small land with a star fruity. Đấy, viết đi. One day, a big bird came and ate fruit. He said, nó nói sao, ăn một chả quả của chả cục vàng nè. I will pay gold for the fruit.
I will pray go for the fruit. Tôi sẽ trả vàng, ăn một quả, trả một cục vàng. Bring a big bird. Bring a big bird. For the gold. For the gold. Mang túi đi mà được. Sau đó thì the younger brother has much gold, có nhiều vàng, and become rich, và trở nên giàu có. Rồi gì nữa? Trở nên giàu có. The elder brother biết câu chuyện, the story, and wanted to biết câu chuyện và muốn đi lấy vàng. To trao đổi, đi trao đổi, exchange. Trao đổi với người em. Bây giờ cóp qua kia đi cho nó dễ nhìn này. Các bạn cái này phải chép vào vở chứ nó xem đủ đâu. Không thì viết nhỏ lại. Không biết chỗ nào đó thì tùy. Không. Không hả? Không. Mình đến đây chưa? Chưa. Đấy. Nha. Nhưng mà anh ta quá greedy, quá tham lam. Anh ta brought a brick bread for gold. So he fell up into the sea. Hết bài. Rồi. Cô biết lên chưa?